khôn phết đấy, nó nghĩ cho bạn, cho bè, cho anh, cho em. Kiểu gì 2 triệu rưỡi chả mặc cả xuống còn 1 triệu. Thế loại 1 triệu à? Đấy, thế là nhớ giá rồi, thôi đi tưới đi. Tưới chưa? Tưới đi, đi, tưới đi. Ờ, cứ thế vào việc thôi. Nó mỗi cây bán lẻ thì nên khoảng 100-200. Cái ý thì tôi quyết định được. Chưa tính tiền ship, giá là giá tại đây. Đấy. Còn giá đây để cho các bạn tham khảo thôi, chứ còn các bạn mua ở đâu thì mua. Còn đấy, thằng kia nó bảo là bốc phét đây này. Mày bây giờ để tao dừng lại, tao nói cho mày biết là cái gì tao bốc phét nào. Hả? Mấy cái vấn đề thứ hai là ông nào nhoi nhoi vào đây để tôi tranh biện một thể. Năm nay Covid không, mày đang bán đi bốc đi thì ối rồi ôi. Dịch này để sang năm mà bán, đắt chó nó mua. Mi ở đâu vậy? Đắt vãi nồn, dịch này đéo mấy người mua để Tết sang năm mà bán. Quyết quyết bô su. Tất cả các bạn này là cái kiểu mà không có tiền, nhưng mà ép mọi người trong cả nước chúng ta là không có tiền. Đấy, và cái thứ hai thì có ông thì ông ấy bảo là 4 5 năm nay rồi tao không chơi cái cây kiếc gì cả, mà từ trước nay tao đéo chơi cây. Có tiền ấy thì tao mang tao về tao mua gà cho nó thiết thực. Thực ra là đấy, suy nghĩ của người ta thì chỉ có mua được, tại vì bình thường người ta đã không có tiền mua gà rồi. Cho nên cái tiền người ta đáng nhẽ là mua quất hoặc mua cái khác, với người khác là đáng nhẽ là như thế, thì người ta bảo là phải mua gà. Nhưng mà với người khác thì người ta thực ra là người ta gà qué, người ta đầy rồi, đầy mồm rồi. Người ta chuyển sang là cây nọ cây kia. Cho nên với những cái con chó, con mèo mà tôi thấy cái con mèo Ai Cập mà người ta mua mấy chục triệu, tôi bảo cái bọn thừa tiền, cái bọn thế nọ thế kia. Nhưng thực tế các bạn đã trải qua được đâu, các bạn biết làm sao được có những người ta mua con mèo mà chả có cái tí nông nào trên người, mấy chục triệu một con mèo. Trong khi là có như chúng ta mà nói ra đường mà tai nạn giao thông thì ông nào cũng bình đẳng như nhau, nó rơi vào tầm 100 triệu, hơn 100 triệu tiền đền bù tai nạn chứ mấy. Trong khi con mèo như thế, con mèo chả có tí nông nào gọi là mèo Ai Cập, mấy chục triệu. Trong khi cái tư tưởng của các bạn, hoặc là khi các bạn thu nhập 5 triệu mới 3 triệu một tháng, thì các bạn hiểu làm sao được cái người thu nhập 3-40 triệu. Nhưng mà các bạn cứ suy nghĩ vào, áp đặt cái suy nghĩ của các bạn vào những cái người ấy thì làm sao các bạn áp đặt được. Còn sản xuất ra thì phải có người mua, có người bán, có người mua. Có người người ta hỏi tôi về quất. Đấy, mà tôi còn chưa quay được thì tôi quay cho người ta. Chứ tôi không có nhu cầu quay cho những ông mà làm củi mới cả để sang năm mà bán. Tại vì bản thân các ông, tôi nói thật là tôi có bán mẹ cái chum này 100.000 chưa chắc các ông đã mua. Nói thật. Mấy là bán là cái việc là giá cả, hoặc là cái việc bán thế nọ thế kia thì các ông phải tôn trọng. Các ông phải tôn trọng cây cối hoặc sản phẩm người ta làm ra thì các ông phải tôn trọng. Giống như cái sức lao động của các ông cũng vậy. Người khác không tôn trọng, đấy là cái điều người khác làm sai. Bản thân các ông cứ sống đúng đi đã. Mẹ mà bây giờ ông bán cái gì hoặc ông quay lên cái gì, người ta bảo toàn trò nhảm nhí mấy cả thế nọ thế kia. Thì mình phải biết là mình là ai trong cái xã hội này. Mình phải định vị bản thân. Mình là người xem hay là mình là người sáng tạo nội dung? Mình là chủ nhà hay là thế nào? Ông đang ở nhà ông xem tivi, thằng bỏ mẹ ra nào nó gõ cọc 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 cọc. Ông thò mặt ra ông à? Nó lại bảo là nhà là ông là trông gầy gầy lắm, có phải nghiện không? Nghiện từ đâu ra rồi? Nghiện số đá còn lại để đâu? Thì các ông xem có mẹ có tiễn biệt luôn cái thằng vừa gõ cửa không? Trong khi tôi cũng thế, đây là cái kênh của mình dành cho những cái người ta đang theo dõi, người ta đang muốn mua quất. Các ông chả tôn trọng của mẹ gì, ông cứ nằm bà nằm bầm như thằng dở hơi. Thích thì sang bên kia mà xem, thích thì sang các kênh khác, người ta toàn trò nhảm nhí mà xem. Còn nói chung là với nhiều người thì người ta vẫn cứ suy tư, ví dụ như ở trong Nam ngoài Bắc, hoặc là ví dụ Thanh Hóa, Nghệ An, người ta cũng đau đáu một cái mô hình như thế này đấy. Thì tôi cũng phải phân tích cho người ta là những cái điểm mạnh, điểm yếu của cái mô hình như thế này. Còn đối với ví dụ như là làm tầm 1.000 trung quất này, mà mỗi trung quất bán được 500 thì các bạn biết là ví dụ 400, thì các bạn biết là thu nhập hoặc là cái công sức bỏ ra trừ chi phí thì người ta lãi như thế nào. Mình nói chung là cái kênh này của mình, hoặc cái việc mình nói ấy, nó mang cái tính gọi là cái tính khách quan nó khá là cao. Chứ để cho bọn VN Express với cả bọn báo nhà nước nó về đây thì nó bảo mẹ người nông dân thanh niên đang làm ở bên ngân hàng, thu nhập 1.000 đô bỏ về làm quất thu tiền tỷ mỗi năm. Ông mà đọc thì nó chỉ tiêu hiêu toàn cái đâu đâu ấy. Tôi phải nói ra điểm mạnh, điểm yếu, cái được, cái chưa được, hoặc là có lên phát triển nó ở các địa phương khác hay không. Nếu mà các địa phương khác, ví dụ Thanh Hóa, Nghệ An hoặc các thứ linh tinh, mà tự nhiên có một thanh niên nào giời ơi đất hỡi mà bỏ việc ngân hàng, người ta làm quất này, người ta có thể người ta kiếm được đấy. Mỗi địa phương, mỗi tỉnh, người ta kiếm được từ cái mô hình như thế này. Nhưng ở tôi bản thân là như thế nào, tại vì ở đây nó gần Văn Giang, gần các cái nơi khác, người ta sản xuất số lượng nhiều. Nó tự nhiên xuống đây một cái là mất cái thị trường.
Đấy, bản thân là người ta muốn, cái người mua ấy, người ta đi đi kiểu người ta muốn tham quan, tham khảo hoặc là cái nọ cái kia. Thì đều người ta muốn, cái xu hướng người ta là người ta muốn đến cái nơi nào nó nhiều quất, để không những mua nhà này còn mua nhà